Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Khi nói đến cà phê, hầu hết mọi người thường không nghĩ đến Việt Nam. Nhưng năm nay, Việt Nam đã vượt qua Brazil để trở thành nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới. Kế tiếp, Việt Nam đang cố gắng rũ bỏ thành kiến cà phê của Việt Nam có chất lượng thấp. Thông tấn viên VOA Daniel Scherf đến thăm Buôn Ma Thuột và gửi về bài tường trình sau đây. Lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam năm nay lên đến mức cao nhất thế giới sau khi Brazil gặp thời tiết xấu. Nhưng hầu hết số cà phê đó đều là cà phê vối, có chất lượng thấp, thường dùng để làm loại cà phê hòa tan. Trung Nguyên, công ty cà phê lớn nhất Việt Nam muốn thay đổi thành kiến cho rằng cà phê của Việt Nam là loại rẻ tiền. Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ uống 10 cốc cà phê một ngày và muốn người khác cũng làm như vậy để nâng mức tiêu thụ cà phê và nâng phong cách uống cà phê bên trong Việt Nam. Chúng tôi phải có một chiến lược quốc gia toàn diện cho ngành cà phê Việt Nam. Mà trong đó thì tôi cũng nghĩ rằng là đối với thế giới là các cái nhà mà thu mua cà phê lớn, những cái người mà đang kiểm soát cái ngành cà phê của chúng tôi lớn trên thế giới này cũng phải nói rằng là phải có cái trách nhiệm thực sự. Sau đó chúng sẽ nén nhẹ. Cách pha cà phê của Việt Nam chịu ảnh hưởng của người Pháp, nước đã đem cà phê vào Việt Nam vào thời thuộc địa. Nhưng nghề cà phê chỉ cất cánh trong vài chục năm qua và văn hóa cà phê Việt Nam tương đối ít được biết tại nước ngoài. Ông John Owens, người Mỹ dạy tiếng Anh, đã biết đến hương vị mạnh của cà phê phin Việt Nam. Trước khi đến Việt Nam, tôi chưa bao giờ nghe nói đến cà phê phin. Có lẽ họ không có thương hiệu. Tôi cứ tưởng họ trộn nhiều loại cà phê lại với nhau. Công ty Trung Nguyên định thay đổi hình ảnh này bằng cách vừa quảng cáo nhiều sản phẩm độc đáo, vừa hợp tác với người trồng cà phê để cải tiến chất lượng và năng suất. Ông Mã Trương đã trồng cà phê hơn 30 năm. Ông nói, hệ thống tưới tiêu do công ty tài trợ vừa giúp tiết kiệm nước và lao động, vừa cho năng suất cao hơn. Năm thứ nhất là từ khi mới lắp cái này là trước khi lắp cái này là chỉ có 8 tạ thôi. Mà năm thứ hai để sản lượng tăng lên là 1 tấn 4. Còn năm vừa rồi, thu hoạch năm vừa rồi là qua quá trình ghi chép từ ngày hái cho đến ngày kết thúc, riêng cái rẫy này là 2 tấn 40 kg. Nhưng theo ông Lê Ngọc Báu, thuộc Viện Khoa học và Kỹ thuật Nông lâm Tây Nguyên, mức sản xuất và xuất khẩu cà phê của Việt Nam có thể sắp lên đến chỗ tột đỉnh. Ông nói vị thế nước xuất khẩu cà phê số 1 trên thế giới của Việt Nam sẽ không kéo dài. Bởi vì những cái lý do sau đây. Thứ nhất là nhà nước Việt Nam không có chủ trương mở rộng diện tích cà phê. Và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp trong tháng 8 năm 2012 cũng đã có cái quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển ngành cà phê tới năm 2020 và tầm nhìn tới năm 2030. Và theo cái quy hoạch này thì tới năm 2020 thì diện tích cà phê Việt Nam sẽ giảm xuống còn 500.000 hecta. Trong khi chờ đợi, những người trong ngành cà phê nói dù mức xuất khẩu có thể chững lại nhưng họ có thể tiếp tục cải tiến chất lượng cà phê.